Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với series bài tập căng giãn lưng dưới của Thắm Lưu Yoga. Bữa giờ mọi người tập những cái bài trước thì mọi người có thấy là lưng của mình có tốt hơn hay không, có giãn hơn hay không và có đỡ đau hơn hay không ha? Hãy để lại bên dưới phần comment để cho em biết nha. Rồi, sẽ không nói nhiều, bắt đầu vào tập luôn ha. Này, cả lớp mình sẽ nằm xuống ha. Thả lỏng hai chân, mở rộng hai chân ra cho bằng mép thảm và mình cho hai tay đặt lên trên bụng. Này, mình hít một hơi thì sâu vào. Và rồi một hơi mình thở thiệt dài ra. Để cho toàn bộ cơ thể được thả lỏng, mình có thể di chuyển hai tay đặt lên trên rốn, đặt lên trên bụng. Hít vào, đưa vài hơi thở xuống dưới bụng, làm cho bụng càng nhiệt lên. Thở ra, bụng sẽ xẹp lại dần. Và lần hai hít vào, bụng căng dần lên. Thở ra, bụng hóp lại. Tiếp tục hít vào. Cho hai hơi thở nữa, hít vào. Cảm nhận cơ thể của mình đang được đầy, đang được làm đầy. Thở ra, bụng hóp lại. Một lần nữa ở tư thế này. Nhẹ nhàng thở ra. Mình khép hai chân chạm nhau. Hai tay sẽ đi qua khỏi đầu và hít vào, kéo giãn toàn bộ người ra. Chịu khó đè thắt lưng xuống khi mình kéo giãn nha. Này, thở ra, thả lỏng. Hít vào, tiếp tục đè thắt lưng xuống, kéo giãn người ra. Thở ra, thả lỏng. Một lần nữa nào, hít vào. Rồi, thở nhẹ ra. Mình sẽ co hai gối lại. Di chuyển hai tay nắm lên trên đầu gối và xoay nhẹ gối từ trái sang bên phải theo vòng tròn. Khi mình xoay nhẹ như thế này, cảm nhận thắt lưng đang được massage ở dưới thảm. Hãy làm rộng hơn, bự hơn. Lưng và ngay cả cái cơ mông nối với lưng được massage. Nào, xoay ngược lại.
Rồi, bây giờ mình sẽ cho di chuyển hai bàn tay nắm phía ngoài hai bàn chân như thế này ha. Còn không nắm tới thì mình có thể móc vô hai cái ngón cái nha. Rồi, áp hai lòng bàn chân vào nhau. Hít vào, hãy thẳng hai chân của mình hướng lên trên trần. Tùy theo cơ địa của mỗi người nha, mình có thể thẳng được cái gối hoặc có thể hơi co co lại như thế này cũng được, không sao hết. Nhưng cố gắng phải hết sức của mình, phải đi hết giới hạn của mình. Rồi, sau đó chịu khó ép mông của mình xuống và cảm nhận thắt lưng rất là căng. Rồi, thở ra. Cái ngực cho em nè. Rồi, khi mình kéo ngược bàn chân về phía ngực nha, đừng có nhấc mông lên. Cứ nhấc mông lên mình sẽ bị đau lưng, cho nên mình ráng ép thấp mông xuống một chút xíu. Hãy tới đó thôi. Tiếp tục lại thẳng chân hướng lên trên chân, ép lưng xuống. Lần sau mình cố gắng hơn lần trước. Thở ra, trùng gối lại, ôm sát. Hít vào. Thở ra, ôm bàn chân vào trong. Hít vào, mình hướng chân lên trên chân. Thở ra, lại ôm sát bàn chân vào trong. Vào thẳng chân lên trên kéo. Giữ ở đây 1-2 nhịp. Ráng kéo thắt lưng xuống một xíu nữa. Rồi, ta co gối lại, ôm sát gối vào trong ha. Rồi ráng kéo mông thấp xuống nữa nè. Rồi giữ. Lưng bật người xuống. Khi bật người hẳn lên thì mở rộng hai gối và cúi gập người xuống sâu luôn. Một lần nữa nào. Rồi, và gập người sâu xuống, thở hết hơi ra. Hãy cho hai tay mình nắm bên trên cổ chân nha. Hít vào, đẩy lồng ngực vươn lên trên cao, ép sát vào vai quỷ tay ra sau ha. Rồi, mình đừng ngả cổ nha, kéo cằm vào trong, hướng gáy lên trên trán. Thở ra, hãy cúi gập người về trước, mở rộng hai quỷ tay sang hai bên và hạ trán chạm xuống. Lần hai, hít vào, nâng lên trở lại. Thở ra, cúi gập người xuống sâu. Ba lần nữa, vào, nâng người lên. Thở ra, cúi gập người sâu xuống. Hơi nhíu mông lại một chút xíu nha, để mình chắc chắn rằng mông của mình ở dưới thảm. Mọi người thấy khớp háng mình căng quá, có thể nâng hai gối lên một xíu ha. Và hai lần nữa nào, hít vào. Thở ra, cúi gập người sâu xuống. Một lần nữa, hít vào, nâng lên.
Hơi thở ra, mình gập người xuống sâu và giữ nguyên tư thế ở đây nhé. Cảm nhận lưng mình đang được kéo căng, lưng mình đang được kéo giãn. Cảm nhận khớp háng mình đang được mở. Phải nhớ bảo vệ cơ thể của mình, nếu thấy đau thì khự gối lại một xíu. Rồi mình nâng người lên trở lại nha. Nào thử nhích cái mông đi ra phía sau, hoặc nhích bàn chân đi về trước, thẳng tay vừa lên trên cao, hít thật sâu vào. Rồi, thở ra, cúi gập người về trước, mềm vai, mềm lưng xuống. Ở đây em cần mọi người ấn bàn chân xuống, đẩy mông ra phía sau và cho trán tì lên trên gót chân ha. Rồi, như thế này mình có thể căng giãn được những cái cơ mà tắc lên trên dây thần kinh tọa luôn. Cứ hít đầy tiếp, cứ thở xuống sâu hơn. Ba nhịp nữa. Hai nhịp nữa. Một, rồi nâng người lên trở lại, thẳng tay lên trên kèo, hít vào. Rồi, cho tay trái đặt lên gối phải, tay phải chống ra sau ha. Vặn người sang phải, nhìn ra sau, thở ra. Mình xoay hẳn đầu đi ra sau luôn, căng cả cổ. Rồi, trở về, tay vừa lên cao, hít vào. Thở ra, vặn người đi sang bên trái. Và hít vào, xoay trở về. Thở, vặn đi sang bên phải. Trở về, hít vào. Thở, vặn sang bên trái. Một lần nữa xoay trở về, hít vào, tay lên trên cao. Rồi thở ra, vặn đi sang bên phải và giữ nguyên nhé. Hãy ráng có lực ở tay trái một chút xíu. Khi mình xoắn, mình hóp bụng lại và xoay đầu nhìn ra sau hơn. Rồi, mình xoay trở về, hít vào. Và thở ra, vặn đi sang bên trái. Hóp bụng lại, xoắn tiếp. Có lực ở tay, xoắn tiếp. Thở ra, mình xoắn tiếp. Rồi, nhẹ nhàng mình xoay trở về nhé. Và quỳ lên trên hai gối, vẫn là tư thế cái bàn thôi. Cho hai chân mở rộng bằng hông, hai tay bằng với vai. Hít vào, hãy bước chân phải của mình đi ra phía sau, chống nhẹ mũi chân xuống. Đừng chống xa quá nha, chống vừa đủ thôi. Rồi, thở ra, ấn bàn tay xuống. Nào, mình muốn kéo chân ra sau, kéo chân thấp xuống, gù lưng lên, siết chặt bụng lại và kéo đầu vào trong ha. Ở đây mọi người thấy được lưng của mình đang được kéo giãn, bắp chân của mình đang rất là căng. Nào, hít vào, chỉ ngóc đầu nhìn về phía trước. Thở ra, đẩy gót chân ra sau, còng lưng, hóp bụng. Tiếp tục, hít vào, lại ngóc đầu lên. Rồi, thở ra, đẩy mông ra sau, còng lưng à, và giữ nguyên tư thế ở đây nhé. Hít vào, chắp tay, mình nhấc chân phải lên. Hãy tưởng tượng mình đang đạp cái bức tường ở phía sau lưng của mình đi ra xa hơn nữa. Rồi, mình cố gắng mình siết bụng dưới lại để làm cho lưng thẳng và chân thẳng. Rồi, thì lúc này lưng của mình sẽ được kéo giãn ha.
thở ra, duỗi chân ra, co gối đầy về trước chạm vào trán hoặc mũi. Hai lần nữa ở tư thế này, hít vào đá thẳng chân ra phía sau, nhớ siết bụng lại để làm cho bụng mình khỏe. Bụng khỏe thì mới bảo vệ được thắt lưng. Thở, lại duỗi chân, co gối đầy đi về trước. Một lần nữa hít vào đá ngược chân ra phía sau. Cảm nhận tư thế và giữ nguyên ở đây. Cứ hít mình chắc tay hơn, nâng ngực lên, nâng vai lên. Cứ thở mình xiết bụng, đạp gót chân ra sau. Hai hơi thở nữa. Một hơi thở nữa. Rồi mình sẽ co gối đầy đi về trước nào, chạm vào mũi hoặc trán nha. Cố gắng siết bụng, kéo cái gối cao lên một xíu. Thở ra, kéo gối cao lên nữa. Rồi nhẹ nhàng mình bước hành chân phải đi về phía trước luôn, vuông góc giữa hai bàn tay. Xoay gót chân trái đi ra phía sau lưng ha, và nâng người quỳ lên trên gối. Nào, bây giờ bước chân phải hẳn đi ra xa một xíu, gót chân đầu gối trên một đường thẳng. Hít vào, hai tay sẽ mở ra ngang. Rồi, mắt nhìn thẳng về trước nha. Tay trái lên cao áp vô bàn tay, hạ tay phải xuống ha. Và nghiêng hết người sang bên phải. Rồi, khi nào mình thấy cái mông của mình nó bị chuột rút á, thì mình mới chu cái mông phải ra sau thôi. Còn nếu như không thấy thì cố gắng đẩy hông về trước ha, đẩy khớp háng về trước. Thấy eo bên trái mình rất là căng. Hít vào, nâng lên, hai tay mở ngang trở lại. Rồi thở ra, mình lại nghiêng người sang bên phải, chuột dài xuống. Tiếp tục hít vào, nâng lên, hai tay mở ra ngang. Thở ra, nghiêng người sang bên phải. Cố gắng đẩy hông về trước thêm một xíu. Cho hai lần nữa nha. Hít vào, nâng lên trở lại. Thở ra, nghiêng người sang bên phải. Rồi, và một lần nữa. Hít vào, nâng lên, hai tay mở ngang. Thở ra, mình sẽ nghiêng người sang bên phải và giữ nguyên tư thế ở đây. Mình có thể xoay đầu nhìn xuống hoặc là xoay đầu nhìn thẳng về phía trước ha. Một, thả lỏng người xuống hơn nữa. Hai, tiếp tục thả lỏng xuống, ở đây không có lực nha. Ba, chỉ có lực ở trên chân thôi. Bốn, năm, và nâng người lên trở lại, thẳng tay vươn lên trên cao, hít vào. Rồi, nhẹ nhàng mình đặt bàn tay chống dưới thảm ha, duỗi mũi chân phía sau. Rồi, mình kéo mông đi ra sau, ngồi lên trên gót chân. Hoặc là cho cái chân mình ra ngoài, hạ hẳn mông chạm dưới thảm luôn. Để chơi nào, bẻ đứng bàn chân phải lên. Rồi, chung quỳ tay lại, di chuyển hai tay vô giữa hai chân và hạ trán chạm dưới thảm. Tập tốt hơn, mình có thể thẳng hai tay đi về phía trước. Và thở ra, mọi người cố gắng kéo cái mông phải ra sau, kéo mông phải thấp xuống thêm xíu nữa nha. Không được thì mình có thể chống hai khuỷu tay xuống, hoặc là chống hai bàn tay xuống, hoặc là co gối phải lại. Nào ráng hướng ý, cứ mỗi lần thở ra tập tốt, hạ ngực thấp xuống. Hai nhịp nữa ở đây. Một nhịp nữa. Rồi, nhẹ nhàng mình nâng người lên trở lại nha. Nào, trở về tư thế ban đầu. Sau đó bò hai tay đi về phía chân bên phải ha. Bước chân đi ra phía sau để đổi bên. Nào, chống bàn tay xuống. Chân trái bước ra sau,
hít vào, mình ngóc đầu nhìn về phía trước. Thở ra, siết cong lưng ha, dè gót chân ra sau nào, gù lưng và siết bụng. Lần hai, hít vào, nâng vai đầu lên trở về tư thế ban đầu. Thở ra, mình lại đẩy mông đi ra sau, hóp bụng lại. Lại hít vào, ngóc đầu lên một lần cuối. Rồi, thở ra cho căng bắp chân lên, căng cơ nhượng chân và căng cả thắt lưng bên dưới, giữ nha. Ba hơi thở nữa, đẩy mạnh hơn cho chân mình căng hơn. Hai hơi thở nữa, chịu khó, cuộn mông xuống, hơi kẹp mông lại một xíu. Một hơi nữa. Rồi hít vào, nâng lên trở lại và mình đá chân trái đi ra phía sau. Nào, mắt nhìn thẳng về trước hoặc nhìn xuống thẳng. Thở, mình duỗi chân co gối đẩy về trước, chạm lên trên mũi luôn nha. Và lại hít vào, đá ngược chân đi ra phía sau. Thở ra, co gối đẩy đi về trước. Một lần nữa, hít vào, đá chân ra sau. Rồi, cố gắng giữ nguyên ở đây, hơi đẩy mông sang bên trái một chút xíu, đừng có tì hết lực lên trên gối bên phải nhé. Ba, cố gắng siết bụng lại. Hai, cố gắng cuộn mông mình xuống một xíu, hơi nhíu mông. Một, rồi co gối đẩy về trước, chạm vào mũi, kéo lưng căng. Kéo đầu vào trong nữa cho cổ mình căng hơn. Dùng cơ bụng siết lại, kéo gối cao hơn. Và rồi mình bước chân trái đi về phía trước, buông gót giữa hai bàn tay. Rồi mình ngồi xoay hết gót chân trái, chân phải của mình đi ra sau ha. Và nâng người đứng lên như thế này nha. Rồi mở rộng gót chân, đầu gối trên một đường thẳng, hai tay mở nhẹ nhàng, hít vào. Thở ra, mình sẽ nghiêng người đi sang bên trái, trượt dài cánh tay xuống sâu hơn. Hít vào, nâng người lên, tay sẽ mở ngang. Thở ra, nghiêng người sang trái. Hít vào, tiếp tục nâng lên, tay mở ngang. Thở ra, kéo căng eo bên phải. Cảm nhận cơ thể của mình nào. Hai nhịp nữa, nâng lên, hít vào. Thở ra, sẽ nghiêng người sang bên trái. Rồi, một lần nữa, hít vào, nâng người lên trở lại, tay mở ngang. Thở ra, nghiêng người sang bên trái và giữ lại ở đó nha. Cảm nhận eo bên phải mình đang rất là căng. Mình hạn chế dùng lực lên tay bên trái nha. Cố gắng ấn bàn chân trái xuống để bảo vệ khớp gối và giữ thăng bằng tốt hơn. Hai nhịp nữa. Một, rồi nâng người lên trở lại cho em nha. Mình sẽ đặt bàn tay chống xuống thảm ha. Duỗi chân ra, kéo mông ra sau, ngồi lên trên gót chân hoặc ngồi hẳn xuống thảm. Được chưa nào? Hít vào, nhẹ nhàng bò hai tay chéo về giữa hai bàn chân. Thở ra, mình sẽ trùng quỷ tay lại, gập người xuống sau. Giữ tư thế ở đây, tập tốt, có thể thẳng hai tay với đi ra phía xa luôn. Tập tốt hơn, mình có thể hạ được ngực chạm xuống dưới thảm. Và tập tốt hơn, mình có thể bẻ bàn chân trái lên, ấn cái gối xuống.
cảm nhận cơ thể của mình đang căng dần lên. Mỗi lần mình thở ra, mình thả lỏng và tư thế sẽ căng hơn nữa. Chịu khó nhíu mông lại một xíu ha, để mình ép được cái mông chạm xuống dưới thẳng. Hai nhịp nữa ở tư thế này. Rồi, nhẹ nhàng mình sẽ chống tay và nâng người lên trở về tư thế ban đầu. Rồi thu chân trái lại nha. Mình bước tay đi về phía chân trái. Bước chân trái đi ra phía sau, gập người lại về chỗ ốc mặt, thở như ra. Hướng ý, đẩy mông lên trên cao, đẩy mông ra phía sau. Hướng ý, cho đỉnh đầu của mình về giữa hai lòng bàn tay. Cứ hít, mình nhón quá chân. Cứ thở, mình lại đẩy mông ra sau để cho lưng mình giãn ra hơn. Giữ ở đây hai hơi thở nữa. Một hơi thở nữa. Và rồi bước hai chân đi về phía trước. Nào, bước chân về phía trước, lần về bàn tay ha. Thẳng gối, cúi gập người, thở ra. Hít vào, ngóc đầu nâng nửa người lên, nhìn về phía trước. Nào, cố gắng chu mông ưỡn ngực. Thở ra, trùng quỷ tay, gập người xuống sâu hơn. Và mình tiếp tục hít vào, ngóc đầu nâng nửa người lên. Thở ra, lại cúi gập người sâu xuống. Một lần nữa hít vào, ngóc đầu nâng nửa người. Ngay thở ra, thả lỏng toàn bộ cơ thể xuống. Nhớ nha, tập trung vào lưng, hạn chế ở chân. Nếu mà chân mình căng quá thì nó chỉ căng ở chân thôi, còn cái lưng mình không có đủ đã. Rồi tập tốt hơn, mình có thể đan các ngón tay lại, hoặc là hai bàn tay của mình nắm lấy hai khuỷu tay ha, gác cái cẳng tay mình lên trên cái đầu, rồi thả lỏng người xuống hơn nữa. Có thể hít vào, mình lắc người sang bên phải một xíu. Thở ra, mình lắc người sang bên trái. Lắc như thế làm cho cơ thể thoải mái hơn, thư giãn hơn. Lắc như thế làm cho phần lưng của mình nặng hơn thì nó sẽ kéo được thắt lưng ra. 3 hơi thở nữa. Hai hơi nữa. Rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay xuống nào. Mọi người có thể xoay hai mũi chân ra ngoài ha, chung gối lại, ngồi xổm xuống luôn. Rồi mình sẽ đan các ngón tay lại vào nhau hoặc chắp bàn tay. Hít vào, chịu khó nào, kéo mông xuống, nhíu mông lại, đẩy mông đi về phía trước nha. Rồi thở ra, mình cố gắng dùng khuỷu tay đẩy gối sang hai bên và nâng ngực lên trên cao. Rồi nào, lưng của mình thẳng tới đâu không quan trọng nha. Em chỉ cần mọi người kéo mông thấp xuống thêm một xíu nữa thôi. Còn cảm thấy khó quá thì mình ngồi hẳn xuống thẳng luôn. Hãy nhắm hai mắt lại để cảm nhận thắt lưng ở tư thế này. Cứ mỗi lần mình hít vào, mình kéo mông xuống, mình hơi nhíu mông lại thì lưng mình rất là giãn. Cứ mỗi lần thở ra, mình dùng khuỷu tay, mình đẩy khớp gối sang hai bên và ra sau. Ba nhịp nữa. Hai nhịp nữa. Rồi, nhẹ nhàng đặt mông ngồi xuống luôn nha. Nào, cho chân trái thẳng về trước, chân phải co lại. Hít vào, thẳng hai tay hướng lên trên trần, ép cánh tay ra sau. Thở ra, mình cúi gập người đi về phía trước, ráng chôn ngực qua gối và thấp người xuống sau.
Thấy chân mình căng quá, có thể nhét được bàn chân phải xuống dưới nha. Giữ nguyên tư thế, hít vào chỉ ưỡn lồng ngực lên thôi. Thở ra lại trùng khuỷu tay và thắp người sâu xuống. Tập trung căng giãn lưng. Cho một hơi nữa, hít vào. Thở, trùng ngực qua gối và thắp xuống. Rồi mình nâng người lên trở lại, hai tay lên trên cao, hít vào. Nào tay trái đặt lên trên gối phải ha, tay phải chống ra sau và vặn hết người sang bên phải, mình xoắn vặn trả cơ lưng về. Cố gắng xoắn sâu thêm một xíu nữa và cố gắng siết bụng lại. Rồi mình xoay trở về, thẳng tay vươn lên trên cao, hít vào. Nào bây giờ dựng đứng đi gối lên ha, nhích bàn chân về trước một xíu nào, gài hẳn khuỷu tay qua gối, lại vặn người sang bên phải, thở ra. Cố gắng xoắn sâu thêm một xíu nữa. Hãy để cho khuỷu tay đẩy gối, gối đẩy ngược lại khuỷu tay, xoắn tiếp. Xoắn sâu hơn nữa. Rồi, mình xoay trở về và đổi bên thẳng chân phải đây nha, co chân trái lại. Hít vào, thẳng tay vươn lên trên cao. Thở ra, mình cúi gập người đi về trước, mềm người xuống. Hít vào, hãy ưỡn lồng ngực lên. Thở ra, chồm qua gối, thắp xuống tiếp. Một lần nữa, hít vào, ưỡn ngực lên. Ngoài thở ra, lại gập người xuống sông. Rồi mình nâng người lên trở lại, thẳng tay lên trên cao, hít vào. Thở ra, hãy vặn người sang bên trái nha. Xoay đầu nhìn ra phía sau. Cố gắng ép đều cả hai mông xuống. Rồi mình xoay trở về, thẳng tay lên cao, hít vào. Nào co gối lại, gài khuỷu tay qua gối, vặn đi sang bên trái thêm một lần nữa. Xoắn sâu nhất có thể. Thở ra, hóp bụng lại, xoắn tiếp. Hai hơi thở nữa. Rồi mình xoay trở về một lần cuối nha, thẳng cả hai chân, tay lên trên cao, hít vào. Thở ra, gập người xuống sông. Cố gắng cứ mỗi lần hít mình nâng ngực chồm qua gối và thở ra mình gập người xuống sâu. Mọi người có thể co hai gối một xíu không sao hết nha, hoặc là mình nhích khăn hoặc là mình nhích gối xuống dưới gối.
Tập tốt thì mình ấn hai gối xuống để cho chân thẳng hơn và căng hơn. Hãy chọn một cấp độ phù hợp với chân và cơ thể của mình. Hai hơi thở nữa. Cố gắng cho căng thêm một xíu nữa. Tập trung vào lưng nhiều hơn. Một hơi thở nữa. Rồi, nhẹ nhàng mình đưa người thẳng tay lên trên cao hết thật sâu vào. Rồi, chắp tay lại, hạ tay xuống trước ngực, thở ra và bắt chéo hai chân lại ha. Ngồi hoa sen hoặc ngồi chân trên dưới. Mình siết bụng lại. Mình ngả lưng ra sau, hít vào thẳng tay hướng lên trên tràn kéo dàn thắt lưng. Thở ra, chắp tay lại, hạ tay xuống trước ngực. Mình giữ tư thế ở đây. Mình hướng ý thức vào bên trong. Mình cảm nhận hơi thở. Mình cảm nhận cơ thể đã đi khác như thế nào so với trước khi và sau khi tập. Hãy hít một hơi thật sâu để lấy năng lượng đánh thức cơ thể. Hơi thở một hơi thật dài ra. Và bài tập đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nếu mình có thắc mắc về bất kỳ tư thế nào trong chuỗi bài tập hoặc là trong video này, hãy để lại bên dưới phần comment nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Namaste.